Thùy Linh kính chào quý khán thính giả đang trở lại với channel Ngô Phong Today. Hôm nay thứ Tư, ngày 10 tháng 7. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành với hệ thống kênh Ngô Phong. Và sau đây là các nội dung thời sự đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Tổng thống Biden phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO, sứ mệnh tái tạo niềm tin và bảo vệ Ukraine. Bộ Tư pháp phá vỡ hệ thống bot của nhà sử dụng công nghệ AI để tuyên truyền và báo cáo của tin báo Mỹ cho thấy Nga khát khao Trump đắc cử Phe Dân Chủ ở Capitol Hill tiếp tục đoàn kết xung quanh Tổng thống Biden Nhóm dự án 2025 chào đón người tham dự hội nghị GOP của Trump Mâu thuẫn trong Cộng Hòa Cựu Tổng thống Mike Pence chỉ trích cương lĩnh mới của ủy ban RNC Thượng nghị sĩ MAGA George Hawley tuyên bố là người theo chủ nghĩa quốc gia cờ độc giáo Khác nữa. Welcome. In 1949, leaders of 12 countries, including President Truman, came together in this very room. History was watching. It had been four years since the surrender of the Axis powers. Kính thưa quý vị, trong bối cảnh ánh mắt của toàn thế giới đều đổ dồn vào mình, Tổng thống Biden đã có một bài phát biểu hùng hồn khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh NATO tại Washington. Với mục tiêu xóa tan mọi nghi ngờ về khả năng lãnh đạo của ông và khẳng định vai trò quan trọng của Mỹ trong việc bảo vệ Ukraine, Tổng thống đã mở đầu ba ngày học cấp cao với sự quyết tâm và cam kết sâu sắc. Với mỗi bài phát biểu trong ba ngày, ông sẽ chứng minh tuổi tác chỉ là con số và rằng buổi tranh luận với Trump chỉ là một sự cố hiếm hoi. Và với mỗi lần xuất hiện tại hội nghị thượng đỉnh NATO tuần này, Biden phải thể hiện rằng ông hơn bất kỳ ai có thể kêu gọi các đồng minh ủng hộ Ukraine trong cuộc chiến dài hơi. Mở đầu bài phát biểu tại phòng hội nghị Mullen, Tổng thống Biden đã khẳng định Ukraine có thể và sẽ chặn đứng Putin Nga sẽ thất bại, Ukraine sẽ thắng. Những lời nói đầy quyết tâm này không chỉ là thông điệp của sự ủng hộ mà còn là lời khẳng định về sự kiên định của NATO đối với tự do và độc lập của Ukraine. Bài phát biểu của tổng thống Biden hôm qua rất rõ ràng và mạnh mẽ, khác hẳn những lúc ông thường vấp trong khi phát biểu. Ông dường như được tiếp thêm năng lượng bởi sự đoàn kết xuyên đại Tây dương mà ông đã ôm ấp suốt sự nghiệp chính trị của mình không chỉ dừng lại ở những lời nói tổng thống đã công bố quân viện các hệ thống phòng không mới cho ukraine một trong những yêu cầu hàng đầu của kiev hoa kỳ cùng bốn đồng minh nato hà lan đức ý và romania sẽ cung cấp bốn hệ thống phòng không patriot và một hệ thống samt trong năm nay Ngoài ra, trong những tháng tới, Washington và các đối tác sẽ cung cấp hàng chục hệ thống phòng không chiến thuật để tăng cường an ninh cho Ukraine. Một phần quan trọng của gói hỗ trợ mới là vì các quốc gia đã đặt hàng hỏa tiễn phòng không từ các công ty Mỹ sẽ phải nhường lại vị trí ưu tiên cho Ukraine. Điều này cho thấy quyết tâm của Mỹ và đồng minh trong việc bảo vệ Ukraine trước những cuộc tấn công từ Nga. Đừng nhầm lẫn, Nga đang thất bại trong cuộc chiến này. Biden tuyên bố, ông lưu ý đã có 350.000 lính Nga bỏ mạng hoặc bị thương và thêm một triệu người phải rời bỏ đất nước. Khi cuộc chiến phi nghĩa này bắt đầu, Ukraine là một quốc gia tự do. Hôm nay, nó vẫn là một quốc gia tự do, và cuộc chiến sẽ kết thúc với Ukraine vẫn là một quốc gia tự do và độc lập. Ngay sau bài phát biểu của Tổng thống, một tuyên bố chung từ các lãnh đạo của Hoa Kỳ, Hà Lan, Đức, Ý, Romania và Ukraine đã được phát hành, nhấn mạnh rằng: "Thông điệp của chúng tôi gửi đến Moscow và thế giới là rõ ràng. Sự ủng hộ của chúng tôi đối với Ukraine là mạnh mẽ và không lay chuyển." Hành động này kết thúc nhiều tháng tìm kiếm hệ thống phòng không để gửi tới Ukraine và các cuộc đàm phán về cách thức thu mua chúng việc tăng cường hệ thống phòng không là yêu cầu cấp thiết của Ukraine nhằm bảo vệ các thành phố và mục tiêu quân sự quan trọng trước các cuộc tấn công từ Nga. Thưa quý vị, Tổng thống Biden sẽ tiếp tục bị xăm soi trong tuần này khi ông đối mặt với một lịch trình bận rộn, bao gồm một ngày thứ tư đầy áp các cuộc họp và một cuộc họp báo vào thứ Năm. Trong khi ứng viên Trump nhăn rỗi đang thách thức ông Biden đánh góp vào tuần này, Tổng thống Biden sẽ sử dụng những ngày tới để trấn ăn các đồng minh NATO và những người dân chủ lo lắng, rằng ông đủ khả năng lãnh đạo trong việc hạ bệ Trump. Ông đã nhiều lần nhấn mạnh cam kết đối với NATO, đồng thời cảnh báo cử tri là người tiền nhiệm của ông sẽ từ bỏ liên minh nếu trở lại tòa bản ốc. Khác với năm 2016, lần này các đồng minh NATO đang tích cực chuẩn bị để đối phó với sự trở lại của một chính quyền Trump hoài nghi NATO. Các quan chức NATO đang tăng cường sản xuất võ khí và tổ chức các cuộc họp để chuẩn bị cho mọi tình huống khi kết thúc thời gian trên sân khấu ông biden đã trao tặng cho ông jens stoltenberg tổng thư ký nato huân chương tự do của tổng thống đây là phần thưởng hàng đầu là vinh dự dân sự cao nhất ở hoa kỳ hôm nay nato mạnh mẽ hơn trí tuệ hơn và tràn đầy năng lượng hơn khi ông bắt đầu tổng thống nói với ông stoltenberg đồng thời nhấn mạnh, một tỷ người trên khắp châu Âu và Bắc Mỹ, và thực sự là toàn thế giới, sẽ cặt hái thành quả từ công lao của ông Stoltenberg trong nhiều năm tới. Tổng thống đã hoàn thành bài phát biểu dài 13 phút với rất ít sai sót và nói với giọng nói mạnh mẽ, rõ ràng. Phần trình bày của ông chắc chắn đã mang lại sự nhẹ nhõm cho các nhà lập pháp và nhà tài trợ, những người đã tiếp tục đồng lòng cùng ông kể từ cuộc tranh luận ngày 27 tháng 6. Trong khi đó, trên Truth Social, ứng viên Donald Trump đã đưa ra tuyên bố rằng nếu không có ông thì NATO sẽ không tồn tại. Cụ thể, tuyên bố của Trump có đoạn viết. Khi tôi trở thành tổng thống, tôi nhận thấy chỉ có 7 trong số 28 quốc gia đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính. Tôi thấy điều này là không thể chấp nhận được và đã yêu cầu họ phải trả tiền nếu muốn được bảo vệ bởi Hoa Kỳ. Kết quả là hàng tỷ đô la đã đổ về. Điều này dường như ám chỉ rằng NATO là một tổ chức bảo vệ của Hoa Kỳ, hay chính xác hơn, theo bóng gió của Trump là Hoa Kỳ đang tạo ra NATO. Do đó, các quốc gia thành viên phải trả tiền để được bảo vệ. Nhưng thực tế không phải vậy. NATO là một liên minh tự nguyện, nơi các quốc gia cam kết chi ít nhất 2% GDP của mình cho quốc phòng, không phải để trả tiền cho Mỹ mà để tự bảo vệ chính mình và đóng góp vào an ninh chung của liên minh. Các quốc gia NATO không phải trả tiền trực tiếp cho Mỹ để được bảo vệ và họ đều đáp ứng đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với NATO. Ngoài ra, việc tăng cường chi tiêu quốc phòng của các quốc gia thành viên NATO không hoàn toàn bắt nguồn từ áp lực của Trump. Ngay từ trước khi Trump nhậm chức, nhiều quốc gia đã cam kết tăng cường chi tiêu quốc phòng để đáp ứng yêu cầu 2% GDP. Được đặt ra tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO năm 2014, sau sự kiện Nga xâm nhập bản đảo Crimea. Thực tế, chính Trump mới là một mối đe dọa đối với sự tồn tại của NATO. Trong một bài phát biểu vào tháng 2, Trump tuyên bố sẽ từ chối tuân thủ hiệp ước NATO và để Vladimir Putin làm bất cứ điều gì ông ta muốn ở châu Âu, trong bối cảnh cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine những tuyên bố đó không chỉ gây lo ngại cho các đồng minh NATO mà còn làm suy yếu lòng tin vào cam kết của Hoa Kỳ đối với liên minh. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã phản hồi ngay sau bài phát biểu đó của Trump, nhấn mạnh bất kỳ gợi ý nào rằng các đồng minh sẽ không bảo vệ lẫn nhau đều làm suy yếu an ninh của tất cả chúng ta, bao gồm cả Hoa Kỳ và đặt các binh sĩ Mỹ và châu Âu và đặt các binh sĩ Mỹ và châu Âu vào tình thế nguy hiểm hơn. Điều đó cho thấy sự đoàn kết và cam kết lẫn nhau giữa các thành viên NATO là yếu tố cốt lõi cho sự tồn tại và hiệu quả của liên minh, chứ không phải vì bất kỳ áp lực tài chính nào từ phía Mỹ. Thủ tướng Mỹ Alexander de Croo cũng đã phát biểu trước Nghị viện châu Âu vào tháng Giêng rằng sự trở lại của Trump sẽ đồng nghĩa với châu Âu tự mình đối mặt. Ông nói, nếu năm 2025 mang lại cho chúng ta chính sách nước Mỹ trên hết lần nữa, thì hơn bao giờ hết, châu Âu sẽ phải tự mình đối mặt. Chúng ta, với tư cách là người châu Âu, không nên sợ hãi viễn cảnh đó. Chúng ta nên chấp nhận nó bằng cách đặt châu Âu trên một nền tảng vững chắc hơn. Như vậy, có thể thấy, bài đăng của Trump không chỉ thiếu cơ sở thực tế mà còn làm suy yếu niềm tin và sự đoàn kết của NATO thực tế sự tồn tại và phát triển của NATO phụ thuộc vào cam kết và sự hợp tác của tất cả các thành viên chứ không phải chỉ riêng Mỹ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ phối hợp cùng các đối tác tại Hà Lan và Canada đã tiến hành thu giữ các tên miền và kiểm tra các tài khoản mạng xã hội X của một hoạt động có hệ thống của Bosnia chuyên phát tán tuyên truyền ủng hộ Putin theo tuyên bố từ doj hệ thống bot này được vận hành bởi công ty truyền thông nhà nước nga rt sử dụng công nghệ ai để phát tán thông tin sai lệch tại mỹ trên mạng x bot còn được hiểu là robot được sử dụng để chỉ các chương trình phần mềm tự động hóa các tác vụ trực tuyến các bot này thường được thiết kế để giả mạo là người dùng thật tạo ra và quản lý các tài khoản trên mạng xã hội sau đó đăng tải, bình luận hoặc tương tác với nội dung nhằm tạo ra ảnh hưởng hoặc lan truyền thông tin. Trong trường hợp mà bản tin đang đề cập thì các bot được sử dụng để phát tán thông tin sai lệch và tuyên truyền theo hướng có lợi cho Nga. Tuyên bố của DOJ cho biết, hệ thống bot sử dụng các yếu tố AI để tạo ra các hồ sơ mạng xã hội giả mạo, thường là mạo danh các cá nhân ở Hoa Kỳ mà sau đó các nhà điều hành sử dụng để quảng bá các thông điệp ủng hộ mục tiêu của chính phủ Nga. Theo các lời khai có tuyên thệ được giải mật, tuyên bố còn cho biết mạng X đã đình chỉ tất cả các tài khoản bot vì vi phạm điều khoản dịch vụ của công ty. Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland cho biết, với hành động này, Bộ Tư pháp đã phá vỡ một chiến dịch tuyên truyền do chính phủ Nga hỗ trợ sử dụng AI để vận hành một trang trại bot nhằm phát tán thông tin sai lệch tại Hoa Kỳ và nước ngoài. Ông cũng nhấn mạnh, khi chính phủ Nga tiếp tục cuộc chiến tàn bạo ở Ukraine và đe dọa các nền dân chủ trên khắp thế giới, Bộ Tư pháp sẽ tiếp tục sử dụng mọi quyền hạn pháp lý của chúng tôi để chống lại sự xâm lược của Nga và bảo vệ người dân Mỹ. Phó Bộ trưởng Tư pháp bà Lisa Monaco cũng khẳng định, Hành động hôm nay cho thấy rằng Bộ Tư pháp và các đối tác của chúng tôi sẽ không khoan dung cho những hành động ác ý, sử dụng AI để giao rác thông tin sai lệch và chia rẽ người dân Mỹ. Giám đốc FBI, ông Christopher Wray cho biết, Nga đã định sử dụng trang trại bot này để phát tán thông tin sai lệch do AI tạo ra, nhằm làm suy yếu các đối tác của chúng tôi ở Ukraine và ảnh hưởng đến các câu chuyện địa chính trị có lợi cho chính phủ Nga. Chiến dịch của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ bắt đầu từ tháng 4 năm 2022. Tổng cộng đã có 968 tài khoản Twitter bị đóng trong chiến dịch này. Tuy đây là một bước tiến lớn, nhưng vẫn còn hàng ngàn tài khoản bot khác đang hoạt động trên mạng X. Nhiều trong số đó trả tiền để được xác thực tích xanh, khiến các bài đăng của họ dễ dàng được nhìn thấy hơn hầu như mọi bài đăng ủng hộ Tổng thống Zelensky đều bị các bot tích xanh đăng thông tin sai lệch của Nga tràn ngập. Hầu hết các phản hồi đều đăng câu chuyện giả rằng phu nhân của Tổng thống Zelensky gần đây đã mua một chiếc Bugatti trị giá 4,5 triệu đô tại Pháp bằng tiền biện trợ của Mỹ, hoặc rằng ông Zelensky là một người nghiện ma túy. Tất cả đều sử dụng cùng một thuật ngữ, cho thấy rất rõ là một hoạt động của hệ thống bot. Tất nhiên, có rất nhiều tài khoản ma chính thống với lượng người theo dõi khổng lồ trên mạng X vẫn tiếp tục phát tán thông tin sai lệch của nhà cho Putin. Họ đã bị ảnh hưởng quá nhiều bởi tuyên truyền của Nga từ những người có ảnh hưởng và truyền thông cánh hữu, khiến họ hoạt động trong một thế giới trực tuyến loạn lạc của những câu chuyện không có thật, không phù hợp với tinh thần Mỹ và phản dân chủ nếu Putin có thể sử dụng các hệ thống bot này để giúp Trump được bầu, vì điều đó sẽ có phần rất lớn vào việc kết thúc cuộc chiến ở Ukraine với chiến thắng của Nga, vì Trump rõ ràng có ý định cắt đứt viện trợ. Nếu Trump cố gắng rút Hoa Kỳ ra khỏi NATO, như nhiều cố vấn và người ủng hộ của ông đã khuyến nghị, ông sẽ giúp Putin hoàn thành giấc mơ cả đời của mình đạt được chiến thắng bằng cách sử dụng các hệ thống bot thì sẽ và dễ dàng hơn nhiều so với việc làm điều đó trên chiến trường bằng hỏa tiễn, máy bay, xe tăng và máu. Trong khi đó, theo các quan chức tình báo cùng ngày cho biết vào thứ Ba, nhà đang nỗ lực ảnh hưởng đến cuộc bầu cử Mỹ năm nay, cũng thông qua chiến dịch thông tin nhằm mục đích tương tự như các cuộc bầu cử trước làm suy yếu chiến dịch của Tổng thống Biden và đảng Dân Chủ, cùng với việc làm giảm thêm niềm tin của công chúng vào tiến trình bầu cử. Các hoạt động ảnh hưởng của Nga bao gồm việc sử dụng các tài khoản mạng xã hội bí mật và các kênh nhắn tin trực tiếp mã hóa nhằm vào các nhóm cử tri quan trọng tại các tiểu bang dao động để khai thác sự chia rẽ chính trị ở Mỹ và làm suy yếu sự ủng hộ cho Ukraine. Một quan chức của ODNI, tức văn phòng giám đốc tình báo quốc gia, đã trả lời rằng họ chưa thấy sự thay đổi trong ưu tiên của Nga đối với cuộc đua tổng thống, dựa trên vai trò của Mỹ trong vấn đề Ukraine và chính sách rộng hơn đối với Nga. Trong các cuộc bầu cử trước đây, từ năm 2016, cộng đồng tình báo đã từng kết luận, Chính quyền Vladimir Putin đã tìm cách ảnh hưởng dư luận Mỹ ủng hộ cho Donald Trump và làm mất uy tín đảng Dân Chủ cùng các ứng cử viên tổng thống của họ các cựu quan chức tình báo và các nhà phân tích cho biết, Điện Kremlin từ lâu đã coi Trump là người rất có thiện cảm với Nga, dựa trên sự hoài nghi của ông đối với NATO, sự miễn cưỡng trong việc chỉ trích Putin và quan điểm chỉ trích chính phủ Ukraine. Nga, Trung Quốc và Iran được coi là ba trùm lớn khi nói đến các nỗ lực ảnh hưởng bầu cử. Với Nga là mối đe dọa hàng đầu, Iran là tác nhân gây rối và Trung Quốc đang thận trọng trong cuộc đua tổng thống. ODNI cho biết Nga đang nhắm vào các nhóm cử tri cụ thể, thúc đẩy các câu chuyện chia rẽ và làm mất uy tín các chính trị gia cụ thể. Moscow muốn định hình kết quả bầu cử, làm suy yếu tính toàn vẹn của bầu cử và khuếch đại các chia rẽ nội bộ. Trung Quốc thận trọng hơn Nga vì họ cho rằng cả hai đảng chính trị ở Mỹ đều đang tìm cách kiềm chế Bắc Kinh. Nhưng Trung Quốc đang cố gắng mở rộng khả năng thu thập và giám sát dữ liệu trên các nền tảng mạng xã hội của Mỹ để hiểu và cuối cùng thao túng dư luận. Các cơ quan tình báo đang theo dõi liệu Trung Quốc có cố gắng định hình kết quả của các cuộc đua quốc hội cụ thể như họ đã làm trong các cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2022 hay không. Sự phát triển của công nghệ AI đang tăng tốc các nỗ lực ảnh hưởng bầu cử của các tác nhân nước ngoài cho phép tạo ra nhanh chóng các nội dung giả mạo mà trông như thật các cơ quan mỹ sẽ theo dõi các tác nhân nước ngoài tạo ra những video giả mạo của các chính trị gia để làm ngập không gian thông tin với các thông tin sai lệch hoặc gây nghi ngờ về tính xác thực của thông tin trong cuộc bầu cử tại Đài Loan vào tháng Giêng, các hoạt động có thể liên kết với chính phủ Trung Quốc đã đăng tải hàng chục video trực tuyến có các phát tranh viên công nghệ AI mô tả các vụ bê bối về Tổng thống Đài Loan. Trong các cuộc bầu cử gần đây ở Ấn Độ, hàng triệu người đã nhấp vào các quảng cáo do AI tạo ra, cho thấy Thủ tướng Narendra Modi và các chính trị gia khác nói về các vấn đề gây tranh cãi các cơ quan tình báo và giới thực thi công lực Mỹ cũng đang theo dõi các hoạt động thông tin không nhất thiết liên quan trực tiếp đến bầu cử, nhưng minh họa cách các chính phủ nước ngoài cố gắng tận dụng các vấn đề nhất định để làm tăng chia rẽ hoặc làm mất uy tín chính phủ Mỹ. Chẳng hạn, Iran đã cố gắng khuếch đại sự chỉ trích trong nước đối với chính sách của Mỹ về cuộc chiến Israel-Hamas ở Gaza. Theo Giám đốc Tình báo Quốc gia Avril Hines cho hay, Cộng đồng tình báo đang cố gắng giữ cho công chúng thông tin về các nỗ lực nước ngoài nhằm ảnh hưởng đến tiến trình dân chủ của Mỹ. Các nhà lập pháp đã thúc giục các cơ quan tình báo và giới thực thi công lực có cái tiếp cận chủ động hơn và cảnh báo công chúng về các nỗ lực can thiệp của nước ngoài. Chủ tình Ủy ban tình báo Thượng viện, Thượng nghị sĩ Dân chủ Mark Warner đã ca ngợi nỗ lực mới nhất của các cơ quan sau báo cáo hôm thứ Ba. Bất chấp nhiều người trong giới truyền thông chính thống thường đưa ra những dự đoán u ám, nhưng giờ đây, khi Quốc hội đã chính thức trở lại làm việc, các thành viên dân chủ tại Capitol Hill đang nhanh chóng đoàn kết xung quanh Tổng thống Biden để chuẩn bị cho cuộc bầu cử vào tháng 11. Trong vòng 24 giờ qua, các thành viên dân chủ hàng đầu ở Capitol Hill đã nhanh chóng lên tiếng ủng hộ Tổng thống khẳng định ông sẽ là ứng cử viên của họ vào tháng 11 và công khai bày tỏ sự ủng hộ cho ông trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới. Đầu tiên phải kể đến là trưởng phe thiểu số Hạ viện, Hakim Jeffries, đã tiếp tục tái khẳng định rõ là ông hoàn toàn ủng hộ tổng thống Biden và khẳng định quan điểm không thay đổi. Tiếp đến, trưởng đa số thượng viện Chuck Schumer cũng đưa ra một tuyên bố ngắn gọn ba chữ để thể hiện sự ủng hộ hoàn toàn của ông đối với Tổng thống Biden. Tôi ủng hộ Joe. Ngoài lãnh đạo Hạ viện và Thượng viện, cả các thành viên ôn hòa và cấp tiến của đảng Dân Chủ cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với ông Biden. Đặc biệt hơn, thượng nghị sĩ Joe Manchin của West Virginia dù là một nhà lập pháp độc lập nhưng hiện đang liên kết với dân chủ thượng viện, cũng đã khẳng định rằng cuộc đua vẫn còn có thể thắng cho Tổng thống Biden. Cụ thể, khi kiến giả hỏi thương nghị sĩ Manchin, ông có nghĩ là cuộc bầu cử này có thể thắng cho Tổng thống Biden vào thời điểm này hay không? Ông Manchin trả lời, tôi nghĩ là nó có thể thắng. Tôi luôn cho rằng Trump là một mối đe dọa đối với nền dân chủ. Và ông nói thêm vào, bạn không thể dự đoán kết quả bầu cử này bây giờ. Điều này thật vô lý. Trong khi đó, dân biểu Alexandria Ocasio-Cortez, một trong những thành viên cấp tiến nhất của Hạ viện, nhanh chóng dập tắt bất kỳ suy đoán nào về Tổng thống Biden nên hoặc sẽ rút lui. Tổng thống đã nói rõ là ông sẽ tiếp tục tham gia cuộc đua. Vấn đề xem như đã kết thúc. Biden là ứng cử viên của chúng tôi Ông đang chạy đùa với Donald Trump, một người đàn ông với 34 tội danh. Vậy mà không một đảng viên Cộng hòa nào yêu cầu Donald Trump dừng việc tái tranh cử. Tôi ở đây để cùng đảng Dân Chủ chiến thắng vào tháng 11. Như vậy, bất chấp những gì nhiều người trong giới truyền thông chính thống có thể tuyên bố, với mỗi ngày trôi qua, càng rõ ràng hơn rằng Tổng thống Biden nhận được sự ủng hộ của đại đa số các thành viên Dân Chủ cả trong và ngoài Capitol Hill sự ủng hộ này sẽ chỉ có khả năng tăng lên trong những ngày tới. Heritage Foundation, tổ chức đứng sau kế hoạch Project 2025, đã đặt các biểu ngữ chào đón người tham dự tại sân bay Milwaukee trong khuôn khổ Hội nghị Quốc gia Đảng Cộng Hòa của Trump. Mặc dù Trump đã cố gắng che giấu mối liên hệ của ông với kế hoạch chiếm đoạt quyền lực cực hữu này, nhưng sự hiện diện của các biểu ngữ tại sân bay đã nói lên tất cả. Như đã từng đưa tin, Project 2025 được phát triển bởi Heritage Foundation nhằm mục đích tái cấu trúc chính phủ liên bang bằng cách tháo dỡ bộ máy hành chính, tập trung quyền lực vào tay hành pháp, giảm bớt các biện pháp kiểm soát và cân bằng quyền lực của Tổng thống, bổ nhiệm những người trung thành với Trump vào mọi cấp độ chính phủ, sử dụng chính phủ để trả thù kẻ thù chính trị, cấm các biện pháp tránh thai và phá thai cắt giảm các chương trình như an sinh xã hội và Medicare, bãi bỏ đạo luật chăm sóc sức khỏe giá cả phải chăng, chấm dứt bảo vệ khí hậu, tăng tuổi nghỉ hưu, chấm dứt ly hôn không có lỗi, giảm thuế cho người giàu, đóng cửa bộ giáo dục, cấm nội dung khiêu dầm và nhiều hơn thế nữa. Trước sự dậy sóng phản đối của công chúng, Trump đã cố gắng phủ nhận mối liên quan của ông với Project 2025. Nhưng sự phủ nhận của ông chỉ có thể nói với trẻ con tình bởi nếu ông không hề biết gì về Project 2025, làm sao ông có thể bất đầu ý kiến với những điều họ nói? Nếu những điều Dự án 2025 đưa ra như Trump nhận định là hoàn toàn vô lý và kinh khủng, tại sao nhiều kế hoạch của Dự án 2025 lại trùng khớp đến kỳ lạ với chương trình nghị sự 47 của Trump, vốn là phiên bản của Project 2025 dưới tên gọi Trump? Super PAC của Trump đã tích cực quảng bá Project 2025 trong các quảng cáo, thậm chí còn gắn nhãn nó là Project 2025 của Trump. Trump cũng đã tuyên bố rõ sự phụ thuộc của ông vào tổ chức Heritage Foundation để thực hiện chương trình MACA, khẳng định là ông cần Heritage Foundation để thực hiện chương trình nghị sự của chính mình. Project 2025 đặt ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với nền dân chủ Mỹ bằng cách tập trung quyền lực và làm suy yếu các cơ quan quản lý kế hoạch này có thể làm xói mòn các biện pháp kiểm soát và cân bằng quyền lực cho phép mở rộng quyền lực hành pháp mục tiêu cải tổ hệ thống dịch vụ dân sự làm cho việc tuyển dụng và sa thải nhân viên liên bang trở nên dễ dàng hơn nhằm chính trị hóa lực lượng lao động liên bang và tước đi các quyền tự do của người mỹ khi các biểu ngữ tại sân bay Milwaukee không chỉ chào đón người tham dự hội nghị GOP, mà còn là lời nhắc nhở rõ ràng về mối đe dọa hiện hữu của Project 2025. Mặc dù Trump công khai phủ nhận, nhưng mối liên quan của ông với sáng kiến này và sự phụ thuộc vào những người xây dựng nó để thúc đẩy chương trình nghị sự của ông không thể bỏ qua. trong nội bộ Cộng hòa đang xảy ra mâu thuẫn khi cựu phó tổng thống Mike Pence trở thành nhân vật nổi bật nhất từ phía cánh hữu, lên án lập trường về phá thai trong cương lĩnh mới của đảng Cộng hòa năm 2024. Đây được xem là sự phản đối lớn nhất từ phía cánh hữu cho đến thời điểm này. Vào thứ ba, ông Mike Pence đã gọi lập trường về phá thai của Cộng hòa là một sự thất vọng sâu sắc. Ông nhắm tới sự phản đối từ những người bảo thủ ủng hộ sự sống, bởi cương lĩnh mới đã chính thức áp dụng phương pháp tiếp cận quyền của các tiểu bang đối với quyền lựa chọn, thay vì theo đuổi một lệnh cấm toàn quốc. Nó vốn dĩ tuân theo lệnh của ứng viên Trump sau khi ông thành công trong việc lật đổ án lệ Roe vào năm 2022. Ông Pence Smith trên mạng X, cương lĩnh mới của ủy ban RNC là một sự thất vọng sâu sắc đối với hàng triệu người Cộng hòa ủng hộ sự sống những người luôn kỳ vọng đảng Cộng Hòa đứng về phía sự sống. Bà Marjorie Janine Fauser, chủ tịch tổ chức bảo thủ chống phá thai Pro-Life America, đã tỏ ra lo ngại về cương lĩnh mới của RNC, cho rằng nó sẽ khiến cơ sở cốt lõi của cử tri Cộng Hòa xa lánh và làm mất đi sự nhiệt tình đối với cuộc bầu cử. Tôi nghĩ không nên thay đổi lý do bảo vệ theo tù chính án thứ 14 cho bất kỳ loại luật liên bang nào về phá thai không chỉ là lệnh cấm hoàn toàn mà còn là giới hạn 15 tuần, 12 tuần hay 20 tuần. Nếu chúng ta thay đổi điều này sẽ làm mất tinh thần và sự nhiệt tình của giới trẻ đang tham gia vào công việc này trên mọi mặt trận. Chúng tôi đã nhận được nhiều báo cáo từ những người nói rằng họ sẽ không đi bầu nếu điều này xảy ra. Bà nói phát biểu của bà Dannen Fauser có nghĩa là việc thay đổi lý do bảo vệ phá thai có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến sự tham gia của cử tri trong nhóm người ủng hộ chống phá thai. Mặt khác, lập trường về quyền của các tiểu bang dường như là một chiến lược chính trị cho chiến dịch Trump. Các cuộc thăm dò cho thấy đa số người Mỹ không ủng hộ lệnh cấm phá thai quốc gia và mối đe dọa đó đã liên tục thúc đẩy cử tri dân chủ trong các cuộc bầu cử nhưng hành động mới nhất về cương lĩnh cũng có thể phản tác dụng bằng cách làm xa rời cử tri tin lành của Trump, những người luôn ủng hộ lập trường chống phá thai mạnh mẽ. Một điểm đáng chú ý nữa là đạo luật sự sống khi thụ thai sẽ cấm phá thai và thụ tinh trong ống nghiệm trên toàn quốc vẫn đang nằm trong tay của Hạ viện Cộng hòa với 132 nhà lập pháp bảo thủ tán thành, bao gồm cả chủ tịch Mike Johnson, đang chờ đợi một tổng thống Cộng hòa để ký. Vào thứ ba, các thượng nghị sĩ Cộng hòa cũng đã chặn một dự luật sẽ bảo vệ quyền của phụ nữ đi qua các bang để phá thai. Tại hội nghị bảo thủ quốc gia diễn ra vào thứ hai, thượng nghị sĩ Maca George Hawley đã tuyên bố rằng ông là một người theo chủ nghĩa quốc gia cờ đốc giáo. Người từng viết, nước mỹ như chúng ta biết không thể tồn tại nếu không có cơ đốc giáo theo kinh thánh đã tái khẳng định niềm tin của ông về chủ nghĩa quốc gia cơ đốc giáo trước hội nghị bảo thủ có người sẽ nói rằng tôi đang gọi nước mỹ là một quốc gia cơ đốc giáo và đúng là như vậy holly nói trước đám đông và có người sẽ nói là tôi đang ủng hộ chủ nghĩa quốc gia cơ đốc giáo và đúng thế chủ nghĩa quốc gia cơ đốc giáo đã sáng lập nên nền dân chủ mỹ truyền thống chính trị cơ đốc giáo là truyền thống chính trị của chúng ta. Thượng nghị sĩ đến từ Missouri nhấn mạnh thêm. Có thể thấy, việc tuyên bố Mỹ là một quốc gia cờ đốc giáo có thể dẫn đến sự phân cực sâu sắc trong xã hội. Đặc biệt là khi Hoa Kỳ được biết đến với sự đa dạng về tôn giáo và văn hóa. Mỹ là một quốc gia đa tôn giáo, với nhiều người theo đạo hồi, do Thái, Hindu và nhiều tôn giáo khác việc thúc đẩy một tôn giáo trên tất cả có thể gây ra sự bất bình và xung đột giữa các cộng đồng khác nhau thêm vào đó nguyên tắc phân tách giữa nhà thờ và chính phủ đã được thiết lập từ lâu để đảm bảo rằng không có tôn giáo nào được ưu ái hơn trong chính sách công việc thúc đẩy chủ nghĩa quốc gia cơ đốc giáo là vi phạm nguyên tắc đó dẫn đến sự mất cân bằng và bất công trong việc thực thi công lực và chính sách lịch sử cũng đã chứng minh rằng nước mỹ không chỉ tồn tại mà còn phát triển mạnh mẽ nhờ vào sự đa dạng và hòa nhập của nhiều tôn giáo và văn hóa việc khẳng định cơ đốc giáo là nền tảng duy nhất là một quan điểm hẹp hòi và không phản ánh đúng thực tế mặc dù cơ đốc giáo có vai trò quan trọng trong lịch sử mỹ nhưng nền dân chủ mỹ được xây dựng dựa trên những nguyên tắc chung về tự do bình đẳng và pháp quyền không chỉ riêng của bất kỳ tôn giáo nào ngoài ra ông thượng nghị sĩ holly cũng chỉ trích cương lĩnh mới của đảng cộng hòa vốn loại bỏ lệnh cấm phá thai quốc gia khỏi chương trình nghị sự đảng cộng hòa đe dọa loại bỏ cam kết của đảng về sự sống và hôn nhân khỏi nền tảng của mình holly nói với đám đông holly và vợ ông erin người gần đây đã tranh luận trước tối cao pháp viện để cấm thuốc phá thai mifepristone là một trong những tiếng nói phản đối quyền lựa chọn mạnh mẽ nhất holly còn đề xuất chúng ta nên hạ cờ của người chuyển giới từ tất cả các tòa nhà liên bang mà nó đang tung bày và thay vào đó khắc trên mỗi tòa nhà liên bang khẩu hiệu quốc gia của chúng ta in god we trust tức là chúng ta tin vào chúa cho thấy ông thượng nghị sĩ maca kỳ thị và không tôn trọng quyền của cộng đồng lgbt điều này đi ngược lại với các giá trị về tự do và bình đẳng mà mỹ luôn đề cao Thượng nghị sĩ Missouri trước đây cũng đã đồng tình với lời kêu gọi của Chủ tịch Tổ chức Heritage Foundation dự án 2025 Kevin Roberts về một cuộc cách mạng chống lại những tinh hoa vô thần của phe cánh tả. Nếu các nhà cầm quyền vi phạm điều khoản ủy quyền của Chúa trong việc cai trị và tấn công vào quyền tự do của người dân, thì người dân có quyền tự bảo vệ mình, thậm chí là nổi dậy Holly đã từng biết trong bài báo cho ấn phẩm cờ đốc giáo First Things. Và nội dung thời sự mà Thụy Linh vừa trình bày cũng đã khép lại chương trình tại đây. Để theo dõi nhiều nội dung tin hơn nữa, quý vị nhớ đón xem video tiếp theo trên Ngô Phòng 247. Xin kính chào và hẹn tái ngộ quý tín giả.